Tại Hải Dương, từ nhiều năm nay, người dân sống quanh khu liên hiệp xử lý rác thải Việt Hồng thuộc huyện Thanh Hà đã phải than trời vì tình trạng ô nhiễm của các nhà máy xử lý rác gây ra. Không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng đến nỗi đi ngủ cũng phải đeo khẩu trang. Nước sông thường xuyên bị nhuộm đen và bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Và đáng nói, những sai phạm bị người dân phát hiện và phản ánh đến cơ quan chức năng. Nhưng việc xử phạt ra sao tới nay thì vẫn chưa có hồi kết. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Đây là những hình ảnh về việc xả nước thải trực tiếp ra môi trường của nhà máy xử lý rác thuộc công ty cổ phần môi trường APT Seraphim Hải Dương, được người dân xóm Thuyền, thôn Phạm Xám 1, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành trực tiếp ghi lại vào ngày 7 tháng 3 năm 2021. Bây giờ là 11 giờ nhé. Dòng nước đen đặc kéo theo biết bao mối nguy hại được vô tư xả thải ra môi trường qua đường ống nối trực tiếp từ bể chứa nước thải của nhà máy ra kênh thủy lợi. Bỏ cả dép đây. Các bạn ngành này. Đấy đấy, nó rút ống, nó bơm đấy, nó thấy mình đến nghe nó rút đấy. Đáng nói, kênh thủy lợi này nối trực tiếp với sông Dạng, nguồn cấp nước chính của các nhà máy nước sạch trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Chập choạng tối là bắt đầu là bơm. Thế mỗi một lần mà xả thải ra là dân chúng tôi đấy biết, vì dòng sông nó ngầu đục lên mới là cá tôm nó giạt vào rìa bờ. Hai nữa là họ lợi dụng là ở đây có một cái kè, cái cống ấy, là để xả thải ra với sông trực tiếp là sông ngoài. Dân chúng tôi vẫn gọi là sông Văn Úc. Thì nhà máy là lợi dụng là khi ở đây mà tháo ra thì ở công ty người ta sẽ xả thải ra để coi là chảy ra ngoài dòng sông đấy, hoặc là coi là tháo vào. Thì cái này cũng là môi trường huyện cũng coi là lắm được. Ông Thành cũng cho biết ông và người dân xóm Thuyền rất bức xúc khi những sai phạm của doanh nghiệp đã được ghi lại và phản ánh đến cơ quan chức năng, nhưng tình trạng ô nhiễm thì vẫn còn tái diễn. Trước đây chúng tôi ở đây còn dùng nước sông, nước sủng, nhưng bây giờ không dám dùng nữa. Nước xả thải của nhà máy, nếu như xả mà có những lần nó xả trộm lên nước đen xì luôn, đục đen xì, cá tôm là ngao hết là bào luôn. Đen lắm đâu mà nó thải ra đen như mực tàu, mà cô cứ từ trong nhà cô ra đến cái cửa bể này là đã chết sạc rồi. Đây là cái nước cống nó mới tháo ra thì nó đi rồi thì nó còn đỡ đấy. Kể cho thấy vẹt vẹt đen đen là cái kiểu như nó đang cháy ra nhưng còn có ít đấy. Đấy, vẹt đen đấy. Xóm Thuyền với gần 100 hộ dân sống sát sông Dạng và cũng rất gần với khu liên hiệp xử lý rác thải Việt Hồng. Khu này hiện có hai nhà máy xử lý rác thải của công ty cổ phần môi trường APT Seraphim Hải Dương và công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương. Quy mô xây dựng đến năm 2020 được xác định là 26,5 ha, công suất xử lý đạt khoảng 670 tấn trên một ngày đêm. Không khó để thấy những bức xúc của người dân về tình trạng ô nhiễm của các nhà máy này là hoàn toàn có cơ sở. Tại công ty cổ phần môi trường APT Seraphim Hải Dương, rác được chất cao như núi và phủ bạt sơ sài như thế này. Trong khuôn viên nhà xưởng, xăm lốp chất đống để chờ được đốt. Theo người dân, mỗi khi nhà xưởng đốt lốp hoạt động thì môi trường xung quanh trở nên ô nhiễm cực độ. Cách công ty cổ phần môi trường APT Seraphim Hải Dương một con đường là nhà máy xử lý rác thải của công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương. Tình trạng ô nhiễm cũng khiến người dân vô cùng bức xúc. Khả năng của Dũng còn nhiều hơn chúng tôi, cũng bị như chúng tôi và kể cả dân Thanh Hà. Tức là khi mà đã ảnh hưởng đến cái khu vực rất là rộng, chúng ta cần phải xử lý, tức là phải đổi mới về công nghệ để nó đảm bảo về môi trường nó thân thiện hơn. Nhưng mà bây giờ vẫn là có cả hiện tượng là đốt rồi xử lý rác thì không tránh khỏi. Nhà máy xử lý rác thải vốn là nơi để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây nên. Thế nhưng cách mà các nhà máy ở đây đang vận hành khiến người ta phải giật mình vì nghịch lý, xử lý rác nhưng lại gây ô nhiễm môi trường. Bao nhiêu năm nhà máy tồn tại ở đây, là bấy nhiêu năm người dân bức xúc vì tình trạng ô nhiễm mà chưa có được giải pháp giảm thiểu hiệu quả.